Cái dừa này nó gần 100 năm tuổi. Bà cụ nãy nói là khoảng hơn 80 năm tuổi. Anh thấy cái dừa này cao không? Cao. Cái dừa này cao nhất từ đó giờ anh gặp chưa? Chưa. Chưa. Khoảng mấy chục mét anh Tùng? Không, cái này khoảng 10 mét. Khoảng 15 mét. 15 mét. 15 mét rưỡi, 15 mét rưỡi gì đó. Giờ chuẩn bị leo lên. Mà thấy cái cây hôm nay nó hơi nghiêng không anh? Gió lại gió nó gió vô xanh không à? Dạ. Không sao chuyển mà nó. Dạ. Tôi có mấy này cho nên làm bây giờ phải có khi cầm cái đào mình phải chọi á. Dạ dạ. Rồi giờ anh Tùng chuẩn bị leo lên. Tùy cơn biến. Để đốn cái dừa này. Chào quý vị nha. Xung quanh đây hai bên nhà thì dừa người ta, dưới giờ có nhà nữa. Là khi đốn cái dừa này phải hạn chế thiệt hại. Mắt cụm dây điện leo lên khó khăn ha. Có các bạn thấy không, cụm dây điện đó. Chứ không có cụm dây điện là anh leo nhanh lắm các bạn. Đó, anh đi lên kìa. Đi không thoát luôn. Đi không thoát lên cái dừa thấy không? Quá trời đường dây điện ngang luôn, ngay cái dừa nó chẻ cái dừa ra luôn. Rồi, mới đó anh đã tới đọt rồi. Anh Tùng ba tới Tùng đó leo không thoát lên tới đọt rồi nha mọi người. Tay dọn dẹp tay vừa. Anh Tùng đang dọn dẹp cây dừa. Mấy cái trái dừa thú đã được biết là cây dừa 14, khoảng 40 năm nay là chưa có ai leo lần nào luôn á. Cái dừa này khoảng tầm khoảng hơn 15 mét thôi. Người bên dưới có lặn dây điện cây ăn trái.
Thank you.
Tùng những cái còn những cái tàu vừa anh Tùng bước thảy xuống à. Tùng bước thảy xuống luôn. Thảy xuống luôn. Tùng tước mấy cái nhánh thà thảy xuống luôn. Trước từng cái nhánh dừa luôn, tàu dừa luôn. Thôi anh nhảy luôn. Mà các bên là phải bằng mã mới được. Anh Tùng đã cắt tỉa xong những cái nhánh, những cái tàu dừa và những cái bùn dừa xuống hết rồi. Bây giờ còn lại cái đây, tao hổ nha, nó vậy. Tao hổ. Có vậy con hổ đã hả? Dạ, hổ nữa. Anh Tùng bắt đầu uống nước chân chưa? Nghe nói là cái dừa này nó cũng gần trăm năm nên nó cái nó dày anh, cái sớ nó già ha. Sớ này nó cũng già, nó đen cây dừa luôn à. Nhưng mà dừa này gọi cái dừa mà nó lớn cho nên nó không có thấy già, nó không thấy đen. Già. Dạ. Ồ, có cái chân này không à? Tại cái dừa kia là dừa bị á, dừa bị cho nên nó thấy nó không có già. Dạ. Cây này nó thí dụ nó chừng chừng cây
130 năm trở lên nó sớt nó mới đen. Còn mấy cái dừa mà bóp nhỏ nhỏ nó mới chừng 40 năm là nó thấy đen thui rồi. Hồi nãy anh thấy anh đổi cái cưa đó làm cưa mà nó rụt cái cưa luôn hả? Ủa cái cưa dừa với cưa cao nó mau. Nó mau à. Ngon. Cứ mau rụt phải đổi cưa luôn. Nãy quên tính phải từ đầu kéo lên thì cưa nó không mệt. Tại vì một mạch cưa này ra có 6 giây 7 giây còn cái máy kia nó tới mười mấy giây lắm. Các bạn thấy không, khi mà anh Tùng anh hạ xong cây dừa thì coi các bạn coi mồ hôi mồ hám anh kìa. Các bạn thấy không, cực lắm. Sao mọi người ha. Rồi các bạn mình hẹn gặp lại.